chào mừng anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, nơi mà quý anh chị có thể trao gửi niềm tin, nơi mà quý anh chị có thể tìm thấy cho mình những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như để an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Gặp lại quý anh chị thì trong lòng Biển Xanh rất là vui. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Ngày hôm nay Biển Xanh vẫn đang tiếp tục có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc ngay tại mặt tiền đường tỉnh lộ 9 thuộc xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với địa phận của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km và cách trung tâm Sài Gòn, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km quý anh chị nhé. Hôm nay Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình tham quan một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất nằm ở khu vực vị trí trung tâm, khu vực đông dân nhất của dự án quý anh chị nhé. Ở đây nhà cửa mọc lên như nấm, rất là nhiều những ngôi nhà mới đang được xây dựng khá là đông đúc. Bởi vì ở đây thì cái diện tích nó vừa và nhỏ và cái giá tiền nó cũng vừa và nhỏ, rất là phù hợp với nhiều quý anh chị em có thể mua xây nhà để ở an cư lập nghiệp, cũng như là nhiều quý anh chị có thể mua xây để kinh doanh theo cái hình thức là xây nhà để bán. Do đó mà cái vị trí ở block này năm nay nhà cửa dân sinh mọc như nấm quý anh chị nhé. Và ngày hôm nay thì Biển Xanh sẽ chia sẻ đến quý anh chị quý nhà đầu tư, đó là một lô đất hướng Tây, diện tích là 4 x 14.31, tổng diện tích trên sổ nó là 57,24m², hướng Tây, nằm ở khu vực rất là đông dân sinh. Hướng Tây quý anh chị nhé, ngang 4 sâu 14, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng. Và ở cái vị trí này thì nó là hướng Tây. Vị trí của chúng ta là từ cái cây này mình đo ngang sang là 4m và sâu xuống phía dưới là 14.31, tức là dài đụng với cái nhà phía sau quý anh chị. 57,24m², một vị trí vô cùng là đẹp, nằm ở vị trí dân sinh, nhà cửa cực kỳ là đông đúc. Và giá của lô này chỉ có 745 triệu, bán với cái giá này từ nay đến ngày 28 tháng 1 quý anh chị nhé. Và qua ngày 28 tháng 1 mà chưa bán được thì bên chị chủ đất xoay được tiền sẽ không bán nữa. Vị trí này rất là phù hợp để quý anh chị có thể mua xây nhà kinh doanh để bán, hoặc là mua xây nhà để ở an cư lập nghiệp, hoặc mua để đầu tư đất quý anh chị, đầu tư sinh lời qua năm mình bán. Bây giờ do chị chủ đất đang cần tiền từ nay đến ngày 28 tháng 1, do đó mà muốn bán nhanh với giá chỉ có 745 triệu mà thôi, dài đụng với phía cái nhà phía sau. Vị trí này mình xây nhà một trệt một lầu cũng khá là đẹp quý anh chị nhé. Mặt tiền đường nhựa, khu vực đông dân nhất của dự án. Bên này người ta đang xây một trệt hai lầu đúng quý anh chị. Bên này thì là có 4-14 thôi, còn bên này chúng ta dài hơn được chút xíu là 4-14.31. Hướng Tây vô cùng là phù hợp cho những quý anh chị thuộc mảnh Tây Tứ Trạch. Từ cái cây này mình đo sang là 4m và dài sâu xuống phía sau là 14.31. Chỉ có 745 triệu, bao mọi thuế phí, công chứng sang tên, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng quý anh chị nhé. Ở cái khu vực block H9, H10 này thì rất là hiếm sản phẩm, cho nên là lâu lâu mới xuất hiện một lô mà lại vị trí đẹp như thế này. Quý anh chị còn chần chừ gì khi mà thấy video của Biển Xanh mà không nhấc máy ngay lên, kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 0377304018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Ở đây chúng ta chạy thẳng ra khu mở rộng 49 hectare và phía bên kia là công viên Ba Con Nai. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.